trường rồi bắt đầu mới đi về. Chiều đi về ghé chợ nên nó đi về trễ, 6 giờ đâu có con về đây đâu về chưa mấy giờ quá thì đó mới đưa nó mẹ qua quán thì đó nó mới đi về, con tưởng nó có mẹ đi sớm. Đâu đi sớm rồi. Mưa đúng rồi, mưa rồi nó chiều. mua đúng rồi, đi 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 ghé ghé nó thiệt Sao vậy? hả. Ồ, nó nói chuyện coi như là Quá trời hả? ừ. Thấy giờ Nó nó kêu lăn lên nó con nguyên con khỉ nè. trời con thấy nó dữ thiệt chứ. Vậy? Trời ơi, nó hồi nãy là nó khóc trên xe, nó khóc coi như là coi như nó khóc mà coi như Tới giờ là nó về rồi phải à. không? Tới Thì giờ đó, nó nhưng về. mà để nó lên cái xích nó không chịu á, cuối cùng thì má phải bồng nó xuống luôn, ghê, bồng con cảnh sát thấy cảnh sát phạt thấy mẹ luôn. Đúng rồi, bởi vậy